Vâng, thưa quý vị, và đây là 5 phần quà gồm 100 kg gạo, 5 thùng mì và 5 gói nhu yếu phẩm để cô Bảy kính dâng lên ông Thần Đình ở tại Đình Thế Sơn để cầu cho phước báo Không, cô tài Bảy lộc cho cô các mạnh Bảy thường cô quân đã trợ duyên thiện tài ngày hôm nay, vô để năm một cho cái cô năm cô cô Bảy Bảy và cô Năm Gò Quao cũng có mặt ngày hôm nay để cùng phát quà với cô Bảy. Vậy hai cô đang thắp những cái nén nhang, những cái ngọn nến để cầu nguyện cho quốc thái dân an. Dạ, đây cô Năm Gò Quao hôm nay cũng có mặt luôn vậy. Dạ, chào cô Năm. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Thần Hoàng Bốn Cảnh Cảm Ứng Chứng Minh A Di Đà Phật. Nam Mô Sơn Thần Hộ Pháp của Triều Đình Thới Sơn Nhà Bàn Cảm Ứng Chứng Minh A Di Đà Phật. Hôm nay đồng kính năm nén nhang và năm phần quà cùng cặp nén mâm trầu để kính kiển ông, xin ông cũng chứng giám cho các con và trăm họ của các nơi gần xa để phát quà cho nhà nghèo và linh căn của chúng con ăn học. Hôm nay là ngày 26 Nhật 10 năm 2010 01 năm Tân Sửu. Con nhà họ Lê cũng kính trên ông cũng cầu, con cầu cho quốc thái dân an, nước Việt Nam thịnh hành kỳ tam, cầu cho đại linh căn con làm tròn sứ mạng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cung kính Đức Phật, Đức Thầy. Kính thưa quý vị đại diện cho các mạnh thường quân trong và ngoài nước. Kính thưa sư huynh Tướng Dũng và Châu Phú đại diện cho quý vị mạnh thường quân cũng như cô Năm Thảo cùng với tất cả quý vị đại diện cho địa phương cũng như cô Bảy và các cấp ban ngành đại diện cho chính quyền địa phương nơi đây thuộc ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên. Kính thưa toàn thể tất cả chư quý vị, như chúng ta cũng đã biết qua cái tình hình thời gian vừa qua thì dịch bệnh luôn là một cái điều nặng gánh lo lắng cho các cấp chính quyền sở tại cũng như tất cả bà con nhân dân của chúng ta trong và ngoài nước, và đặc biệt nhất là trong cái khu vực của Tịnh Biên thì bà con mình luôn lúc nào cũng phải cảnh giác, thực hiện theo cái chương trình y tế và luôn lúc nào cũng phải giữ cái khoảng cách. Và đặc biệt nhất là chúng ta luôn luôn ý thức cao, trách nhiệm cao để rồi là chúng ta ngăn ngừa cái tình hình dịch bệnh để tránh những cái rủi ro, những cái tình huống xấu đến với tất cả bà con mình. Và cái điều quan trọng hơn nữa là chúng ta phải gắng cố gắng niệm Phật làm lành để quay đầu hướng thiện. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi muốn nhắn nhủ cùng quý vị. Thì thưa tất cả chú quý vị, hôm nay theo cái chương trình thì Tuấn Dũng cùng với Châu Phú và cô Đâm Thảo ở núi Cấm đã đại diện cho các mạnh thường quân theo cái tinh thần từ bi bác ái của nhà Phật, thì luôn luôn lúc nào cũng đồng hành để rồi lắng nghe tâm tư nguyện vọng và những cái nơi vùng khó khăn, đặc biệt nhất là cái vùng nghèo và vùng dịch. Do vậy thì quý vị đã đại diện cho quý vị mạnh thường quân đến và cấp phát quà cho bà con mình tặng tay và trao tặng nơi. Thế nên hôm nay để trước khi bắt đầu bước vào cái chương trình của cái buổi cấp phát quà này thì lời nói đầu tiên chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể quý vị lời chào cảm kính, lời tri ân sâu đậm tốt đẹp nhất. Và bây giờ thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô Bảy cũng như đại diện cho địa phương cũng như đã phân phối sắp xếp trật tự để giúp đỡ cho bà con nghèo, những bà con linh căn để hỗ trợ giúp đỡ vượt qua cái mùa dịch để cố chí tu hành. Thì ở đây chúng tôi xin trân trọng kính mời cô Bảy có vài lời phát biểu trong cái buổi cấp phát quà này. Xin trân trọng kính mời cô Bảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 Nhật 10 năm 2001 năm Tân Sửu. Đồng kính trên
cha mẹ tổ thầy của triều đình Thới Sơn để mượn nơi chỗ này tạm để phát quà cho tất cả linh căn linh tử của triều đình, của các lệnh bà, và sau đó nữa là những người nghèo khó khăn, những bà lão già tê liệt nằm một chỗ và những hài nhi mồ côi cha mẹ. Những món quà này cũng do mạnh hành quân của từ các nước tới Việt Nam, bốn phương, năm châu bốn biển, thì không có gì hơn cô Bảy, chỉ có chút đỉnh lòng thành tạ ơn công đức của quý ngài, các cấp chính quyền tại nơi đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Đạo Phật. Thưa quý vị, tiêu vừa qua cô Bảy cũng đại diện, cũng nói lên vài lời chia sẻ, gửi đến lời trơn tổng nồng hậu tốt đẹp nhất đến với các mạnh thường quân, cũng như thông qua cái chương trình mà các phát quà bà con mình, tổng hôm nay là 115 phần quà. Thưa quý vị, giờ đây thì để liên tục theo chương trình, trong cái buổi các phát quà này chúng tôi nhận thấy có Má Năm ở núi Cấm, tuy mặc dù lớn tuổi nhưng mà luôn luôn lúc nào cũng có cái tinh thần rất quý báu và lớn lao để đồng hành cùng Tiến Dũng và Châu Phú, để rồi đến tận nơi, trước là thăm hỏi sức khỏe, tinh động viên tinh thần bà con mình, và đó là một cái món ăn khích lệ. Do vậy thì buổi cấp phát hôm nay chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Má Năm sẽ có vài lời phát biểu trong cái buổi cấp phát hôm nay. Xin trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, xin quý vị với tấm lòng thành kính và tấm lòng yêu thương, lòng từ bi bác ái, đã hướng tâm về tất cả các vị linh căn là trong hoàn cảnh khó khăn trong cái thời gian dịch bệnh, thì sự quan tâm thiêng liêng này quý vị mạnh thường quân đã gửi những món quà yêu thương về đến tận tay của các huynh đệ khó khăn trong mùa dịch bệnh. Thì đây là một cái sự ưu ái của các mạnh thường quân, thì tôi xin thành thật cảm ơn quý vị đã quan tâm tới những anh em huynh đệ khó khăn trong mùa dịch, nhất là các vị linh căn đang nằm trong mùa dịch thì đang kẹt ở khắp nơi, không được về gia đình cũng rất là khó khăn, mà sự quan tâm này hết sức là quý giá và giá trị. Tôi thay mặt cho tất cả linh căn các huynh đệ ở nơi đây thành thật cảm ơn các vị mạnh thường quân đã quan tâm đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở nơi đây. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta được lắng nghe cô Năm Thảo vài lời chia sẻ gửi gắm hết sức chân tình đến với các nhà mạnh thường quân mình. Và thưa quý vị, đối với cái công việc thiện nguyện, đặc biệt nhất là cái công việc bố thí giúp đời, là một cái việc rất là khó làm. Tuy nhiên, để được đồng hành và làm xuyên suốt và bền bỉ dẻo dai, đó là một cái việc làm thực tế, cụ thể và đích thực. Thế cho nên hôm nay thì Tuấn Dũng cùng với Châu Phú là đại diện cho các mạnh thường quân ủng hộ cho bà con mình, không phải riêng về cái chương trình cấp phát quà này, mà gồm hết tất cả những cái việc từ thiện, hãy mặc bất cứ việc gì giúp đỡ bà con mình vượt qua những cái khó khăn khổ sở thì sẵn sàng làm. Chính vì vậy thế mà hôm nay thì Tuấn Dũng cũng như Châu Phú sẽ đại diện quý vị mạnh thường quân sẽ báo cáo cái kết quả thu chi mà tất cả bà con mình đã gửi gắm, tin tưởng để rồi đặt trọng trách rất thiêng liêng, rất là cao quý này. Do vậy thì giờ đây chúng tôi xin trân trọng kính giới thiệu Tuấn Dũng sẽ báo cáo kết quả những cái tịnh tài mà bà con mình đã gửi trong cái buổi cấp phát quà hôm nay là 115 phần. Xin trân trọng kính mời Tuấn Dũng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tu sĩ Thanh Hòa. Kính thưa quý bà con cô bác có mặt trong cái buổi phát quà ngày hôm nay, kính thưa các anh chị em đại diện địa phương, và dạ, kính thưa cô Năm, và dạ, kính thưa cô Bảy và dạ, cô Năm Gò Vao. Dạ, kính thưa quý vị, thì những cái phần tịnh tài mà quý vị đã gửi cho Tuấn Dũng mua những cái phần thực phẩm này, thì Tuấn Dũng cũng đã có công bố cách đây 4 ngày và cũng đã trao những cái phần còn lại đã trao cho cô Bảy. Thì hôm nay Tuấn Dũng cũng xin được phép nêu tên của quý vị lại để tri ân tấm lòng vàng của quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, những cái phần tịnh tài hôm nay phát quà là, thứ nhất là chị Ngọc Tuyền gửi giùm chị Nguyễn Thị Chi và chị Nguyễn Thị Lợi 2 triệu. Thứ hai là chị Nguyễn Thị Thu Trang 1 triệu. Thứ ba là chị Hồng Linh 2 triệu. Thứ tư là anh xin được ẩn danh ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay anh cũng có mặt tại đây. Anh có gửi cho Châu Phú với Tuấn Dũng là 5 triệu đồng. Thứ năm là chị Nguyễn Thị Thanh Hoa
Và thứ sáu là Nguyễn Thị Thu Hằng ở bên Lào 3 triệu. Thứ bảy là Mạnh Thường Quân cô Hà có gửi cô Bảy phát quà là 300 ngàn. Thứ tám là chị Dương Diễm ở Mỹ 1 triệu. Thứ chín là nickname Zalo là Vô Thường 1 triệu. Thứ 10 là cô Hồng chuyển khoản vào ngày 25 tháng 11 1 triệu. Thứ 11 là anh Lê Văn Hành chuyển khoản 2 triệu dùm anh Bùi Ngô Hữu Duy và chị Tạ Thị Nga 2 triệu đồng gia đình anh chị. Thứ 12 là Mạnh Thường Quân chuyển khoản vào ngày 26 tháng 11 gửi cô Bảy Trầu 500 ngàn. 13 là chị Yến ở Long Xuyên 5 triệu. 14 là Mạnh Thường Quân chuyển khoản vào ngày 16 tháng 11 500 ngàn. 15 là chị Mỹ Sàn Gỗ ở Bình Dương hay đâu, chị Mỹ Sàn Gỗ là 6 triệu đồng. 16 là cô Đỗ Giang ở bên Mỹ 11 triệu 300 ngàn. Thì tổng số tiền của quý vị đã hỗ trợ với cô Bảy phát quà là 43 triệu 100 ngàn đồng. Thì Tiến Dũng có mua những phần quà như sau. Thứ nhất là 2.300 tấn gạo giá 12 ngàn một ký là 27 triệu 600 ngàn, cộng với 115 gói nhu yếu phẩm đường, nước tương, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, nước rửa chén, muối và bột nêm. Gói quà như vậy là 80 ngàn nhân cho 115 phần là 9 triệu 2. Thì tổng số tiền chi ra còn lại 6 triệu 300 ngàn thì Tiến Dũng đã trao cho cô Bảy tại Am Cô Năm vào cách đây 4 ngày. Thì hôm nay đặc biệt có cái sự hỗ trợ thêm của gia đình anh Nguyễn Lập ở bên Úc, hỗ trợ cho bà con thêm 115 thùng mì. 115 thùng mì này giá 80 ngàn là 9 triệu 2, cộng với anh hỗ trợ thêm cho bà con mỗi một người 100 ngàn nữa là 11 triệu 500 ngàn của các anh chị như sau. Thứ nhất là anh Nguyễn Công Lập, thứ hai là chị Nguyễn Thị Lùng, thứ ba là chị Nguyễn Thị Mộng Thu, thứ tư là anh Nguyễn Công Toàn và hết 4 người. Gia đình của các anh chị là cộng cái phần mì là 9 triệu 2 cộng với 11 triệu 500 ngàn của gia đình anh chị hỗ trợ cho bà con thêm 100 ngàn thì Tiến Dũng sẽ phát tại lúc trao quà luôn. Và tiếp theo thì xin mời Châu Phú cũng có mặt hôm nay có được lời gửi đến quý bà con cô bác. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Vâng, thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng như thường lệ, Châu Phú cũng được đồng hành với sư huynh Hòa, sư huynh Tiến Dũng và cô Năm, cô Bảy và cô Năm Gò Ba quý vị. Thì Châu Phú được nhận cái số tịnh tài của một vị Mạnh Thường Quân giấu tên ở Sài Gòn là 2 triệu rưỡi. Và cùng với đi chung với bạn Tuấn cũng từ Sài Gòn tới là phát cho mỗi một vị gì đó là 50 ngàn quý vị. Kế tiếp là chị Diệu Hảo và Huệ Giác và huynh Huệ Giác đó quý vị, cũng có nhờ Châu Phú là mua những cái phần cơm để phát cho quý cô chú anh chị trong khi ngồi để chờ đợi lãnh những phần quà. Thì cũng được sự hỗ trợ của cô Nam Thảo ở Núi Cấm đã hỗ trợ những cái phần cơm đó đấy quý vị, hoàn toàn miễn phí, nên Châu Phú cũng chi ăn đến hai anh chị. Và cũng xin kính chúc cho toàn thể quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lạc. Kế tiếp thì nhường lời lại cho sư huynh Hòa nha sư huynh. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đã được lắng nghe qua cái tinh thần cao quý, qua cái sự báo cáo cái kết quả tài chính, những cái tịnh tài mà quý vị Mạnh Thường Quân đã tin tưởng, đã gửi gắm cho Châu Phú và Tuấn Dũng, và đã đọc báo cáo rất rõ trong cái vừa qua. Và trong cái chương trình vừa qua thì tổng hết luôn là 115 phần quà quý vị, và những cái số rau củ quả thì của cô Năm Thảo ở Núi Cấm. Vậy thì xuyên qua cái nội dung chương trình của cái buổi cấp phát quà hôm nay, cảm thấy đây là một cái phần quà rất là quý báu, rất là lớn lao, để giúp cho tất cả bà con nghèo khó khăn rất là ấm lòng để vượt qua cái khó khăn trong cái giai đoạn này. Vậy vậy là thì với một cái tinh thần cao quý đó, chúng tôi xin đại diện cho tất cả bà con, cô bác, nhân dân nghèo ở nơi cái khu vực ấp Sơn Tây, xã Thới Sơn của huyện Tịnh Biên, xin chân thành gửi đến lời tri ân nồng hậu, tốt đẹp, trân trọng nhất đến với các vị Mạnh Thường Quân. Và cũng không quên thành tâm nguyện cầu ơn trên Hồng An Tam Bảo, quay linh Đức Phật, Đức Thầy chiếu diệu gia hộ cho toàn thể quý vị Mạnh Thường Quân luôn sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc và phát bồ đề tâm tinh tấn tu hành để đắc thành đạo quả, cứu độ nhân sanh. Và xin nguyện hồi hướng công đức lành này hướng về cho cửu quyền thất tổ, phụ mẫu tại đường, tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng tây phương. Và xin nguyện hồi hướng công đức lành này hướng về cho khắp cả pháp giới chúng sinh được trọn thành Phật đạo,
lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Vâng, kính thưa quý bà con cô bác, thì ngày hôm nay những cái phần quà quý bà con nhận được là 20 kg gạo là trị giá 240.000 cộng với một thùng mì 80 và nhu yếu phẩm 80.000 nữa, là phần quà không là 400.000 cộng với số tiền mặt của gia đình anh Nguyễn Lập là 100.000 và cộng với 50.000 đồng này là của một mạnh thường quân đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng đang chuẩn bị sẵn để phát hỗ trợ cho bà con luôn. Thì coi như tổng phần quà và tiền thì bà con nhận được hôm nay là tổng cộng là 550.000 nhé quý vị. Giờ đây thì xin mời quý bà con chúng ta chuẩn bị dạ bác ạ. Thêm cái thuốc nữa nè. Thuốc tay. Dạ. Rồi đây. Và tiếp theo sẽ đây là 115 phần thuốc cảm sốt, này là của gia đình của chú Hồ Phạm Văn và cô Thủy ở bên Úc. Và những cái thằng thuốc viêm son này là của chú Thuốc Nam ở Bình Dương đã hỗ trợ cho bà con nha. Rồi A Di Đà Phật. Rồi rất mong bà con mình trật tự, từ từ đưa từng người một, cách giữ khoảng cách ra ha. Rồi bà con mình đến nhận quà, mình gieo duyên lành bằng câu Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Không có gì. Rồi qua đó nhận quà, ai hỗ trợ qua đưa quà ra. Qua đây nè. Ginh quà ra đây. Ừ đó vậy đó. Lấy lại cho tôi. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Để bên cho chị đi. Nè cô ơi. Rồi tiếp tục hơn nữa. Rồi nè. Cô ra đây nè cô ơi. Ra ngoài rồi nè Nam Mô Di Đà Phật. Nè cô. Thuốc nè cô. Rồi đây chặt chọi quá, quanh đây đi. Đây ba. Phòng thủy nè, nè vô đây luôn nè. Nè cô ơi, rồi từng người cô. Nè Nam Mô A Di Đà Phật. Nè gớt nè, có chừng gớt thuốc nè. Chạy gãn ra giùm cô, gãn ra giùm cô. Rồi bưng đi cô. Có ai á, người nào đó phụ bưng tiếp. Kiếm một người à. Cô Bảy. Kiếm người thanh niên phụ tiếp bưng gạo cho mấy người yếu. Nhỏ mũi, viêm mũi. Không, mũi thôi. Viêm son. Xếp hàng vô hàng đi quý vị. Vô hàng đi. Người thứ tư nè. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ôm ra luôn. Rồi người thứ năm. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Thuốc cảm sốt trước đầu đó ha chú. Cảm sốt trước đầu còn là viêm son. Rồi cái này thuốc cảm sốt trước đầu với viêm son đó ha chú. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi tới luôn. Xếp hàng vậy đó quý vị, trật tự vậy đó. Rồi cảm sốt trước đầu với viêm son ha. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Chưa. Vô hàng đó chị. Rồi tới luôn. Chưa. Từ từ cô, đừng gấp. Nam Mô A Di Đà Phật, cảm xúc trước đầu, Kim Sơn. Này cô. Rồi qua đó đi. Từ từ bể. Rớt cái gì kìa, chai dầu kìa cô. Rồi cô bưng ra nổi không, cho anh thanh niên lại đây nè, phụ tay coi. Mấy ông thanh niên á, phụ tay coi. Rồi đi theo hào quà đó luôn, đây là người. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đây.
Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Thanh niên vô đây nè, phụ tiếp. Thanh niên khỏe mạnh đâu. Sóc vô bưng tiếp. Ông này qua đây khiêng tiếp đi trời. Nam mô A Di Đà Phật. Rớt kìa con. Rớt cho thuốc kìa con. Chưa đừng có can vậy. Rồi bưng tiếp nhỏ kìa. Hỗ trợ tiếp mấy người yếu. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi đây Nam mô A Di Đà Phật đưa phiếu. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nè Nam mô A Di Đà Phật. Mất phiếu sao? Đứng xa xa chút. Xếp hàng ra sao kìa, ngồi đứng ở đây là không có lâu lắm. Xếp vô hàng đi nó mới mau. Đứng ở đây là lâu dữ lắm luôn. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Thấy bưng gạo anh Dũng cho cái mít quý vị. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng niệm Phật nha cô. Đây. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Lên 2 3. Rồi. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi niệm Phật nha cô. Đây. Vô. Rồi. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Rồi. Đây nha. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Ây da. Nam mô A Di Đà Phật. Cố gắng niệm Phật nha chị. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cố gắng niệm Phật nha. Nổi. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. 77. Ra xếp hàng đang quay phim kìa bảy. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Bấm giùm cô luôn đó. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Ha. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Ra đó đó cưng. Được không? Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Con cầm cái kia con. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Nổi không chị? Nam mô A Di Đà Phật. Nè tiếp cô nè anh ơi. Nè cô ơi đi theo anh này nha cô. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Cô. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, con mời cô, cố gắng niệm Phật cô ơi. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Trời ơi, bưng mau đi hỏi. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ niệm Phật nha huynh ơi. Ây da. Nam mô A Di Đà Phật. Đây gì?
Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Hay cha, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, con gái phải không? Rồi, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, cố gắng niệm Phật nha chị. Nam mô A Di Đà Phật. Năm phiếu lãnh giùm ha. Đúng rồi, đúng rồi. Con người ta lãnh kìa. Nam mô A Di Đà Phật. Kìa, đổ ngoài đó kìa con. Thuốc. Thuốc của cô đó kìa. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Anh ơi, đưa em một bịch thuốc anh. Một bịch anh. Cô ơi, nè, còn một bịch thuốc nữa nè. Dạ, mô Phật. Rồi, chuyện luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bưng đẩy đó đi rồi xin phiếu nữa nè, lấy tiền nè. Dạ. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Đây hai phần là câu này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ cố gắng niệm Phật nha quên. Đây nha. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kéo khẩu trang lên quên. Nam mô A Di Đà Phật cho nó an toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi lại lấy tiền. Đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Đứng chậm tiền khoan hả dọn. Rồi Nam mô A Di Đà Phật. Gạo á. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cố gắng niệm Phật coi nè, sư huynh con ăn nôm cho. Thuốc cô ơi. Cô ơi cô lấy thuốc. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. 2 3 nổi không. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn. Dạ. Con bưng tiếp con bác nè, lấy tiền con. Sức khỏe nha. Lấy tiền. Rồi lấy tiền con. Ây da, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đó đó cô. 2 3 Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đẩy đó đi. Nam mô A Di Đà Phật. Đây nè. Phan. Cái này nè, chỉ chú này qua đó lãnh luôn. Rồi lấy 150 lại đó lại lấy. Đây. Phan từ từ. À, người. Đây cô chú này. Rồi, lại nhận tiền. Anh Phan hả Bân? Để nào người nào là nhận rồi cái hả Bân. Rồi mô Phật đây bưng giùm chú. Đó đó để chồng. Nè Nam mô A Di Đà Phật. Nè cô Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Ra ngoài chống đó để cho bà đi. Kìa bà ra ngoài kìa. Kìa đưa ra ngoài đó bà. Kìa cái phần quà của bà kìa. Ra ngoài cái phần quà bà đang trước cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ bả giùm con. Rồi chị, mời chị luôn ha. Đây cái phần quà của chị nè chị, chúc chị sức khỏe, cố gắng niệm Phật nha.
Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Đây nè, cái phiếu này là phiếu này. Con này không có phiếu. Không có phiếu để xin chút nữa ta. Chút nữa cho con nha con. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi chú, Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Rồi Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật. Con chú ơi ở chỗ trong thôi được rồi. Thay đổi quên bà ha. Con chú ơi ở trong nước ngoài nước thì người ta cũng nhịn ăn tiết kiệm để gửi cô chú gắng niệm Phật nha. Cố gắng trợ duyên niệm Phật nha. Đây đây đây. Đây bạn. Nè thuốc. Đây thuốc đây. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Cầm máy quay ngoài mà giữ vậy. Đánh dùm trời ơi. Đánh dùm. Nam Mô A Di Đà Phật. Bưng đi. Tiếp tục chú ơi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ra ngoài. Cố gắng niệm Phật nha cô chú. Đây. Tiếp tục đây. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Đi ra. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ chào sư. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thầy sức khỏe rồi thầy. Đi kìa, phần qua ông kìa có lớn kìa. Mấy ông này. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi nhận tiền. Thuốc. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi bưng đi. Bưng lên. Ba nặng. Rồi, về vô. Dạ con gửi bà. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính gửi bà 100 ngàn. Đây 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 nè. Của bà đây nha. Nhớ nha. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con gửi chú ơi. Ăn tiền thuốc nè. Dạ cúng dường cho chú 100 ngàn. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đó thùng thần qua này nè. Đi thùng áo đó nè. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây 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 chú chị đây đợi cho Linh. Đây. Khoan, để từ từ nha. Đây chị. Đây Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi đây cho Linh. Tiếp tục. Dũng ơi mới. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, chúc chị sức khỏe. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Sư huynh đó nhận quà liền. Rồi sau lưng đây nè, quà đây. Rồi qua bà con ơi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Lấy tiền. Nhớ tụng kinh niệm Phật bà con ơi. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan, niệm chữ. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Bưng đi cưng mau ta nặng. Nam Mô A Di Đà Phật. Dũng ơi, anh lãnh dùng thằng bán cái số kia nữa. Rồi hai người đi. Ok. Bạn ấy quên cho bà chút rồi. Tiền. Bà lão trước. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Ba. Hai thiếu. Rồi hai thiếu đâu đưa cho mày luôn. Rồi mày không lãnh dùm cho nè. Nè chú. Nè hai lần thuốc. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Của ông đó nè. Chúc em sức khỏe nha em gái. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Đây cái quà của tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cố gắng lên bà con ơi, vài bữa nữa hết dịch rồi, dịch nó bay về bên kia hết trơn rồi. Về Trung Quốc hết hả? Rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, sau lưng. Qua. Rồi, chúc bà con mình nhiều sức khỏe. Rồi, nhận tiền nhận thuốc. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, qua không? Nói luôn. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc nhiều sức khỏe nghe mấy đứa con mà thấy chút trong tay. Qua, sau lưng. Có qua thiếu không? Có thì nhảy vô. Bưng luôn, cô. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật nhẹ nhẹ nghe quên cái đó bể đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Qua này. Đây. Rồi, lãnh tiền luôn chú. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đủ vô đó à con. Đủ quả cho con. Bao nhiêu người bao nhiêu phần cho cô? Đây tiền. Có phải em. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây. Rồi, tới quýnh này nè. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp sớm giờ rồi. Chúc sức khỏe nha. Dạ Mô Phật. Rồi, 5 phiếu. Khoan. Thôi Dũng ơi, mình nhận 5 phiếu này chắc riêng rồi. Đúng rồi. Cái này là của cô Ba Giao trên. Cô Ba Giao. Dạ. Rồi, ok, của cô Ba Giao.
Rồi nhận tiền chứ đi cô. Rồi 5 phiếu. Nhận tiền chứ đi, nhận tiền chứ đi. Đây. Năm năm phần thuốc cô. Đây cô bao giao. Đây bỏ vô 5 phần thuốc luôn nha cô. Rồi. Có thuốc nhỏ không? Sư quên thuốc nhỏ hết hả? À, có nè, có thuốc nhỏ nè. Bỏ ha. Rồi, hai anh em bữa đó có ghé qua chỗ cô ba giao đó. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Rồi, rồi là 5 phiếu đủ đó nha. Tới xã đội. Dạ. Rồi, nam mô A Di Đà Phật. Chị. Đây, đây, đây một dọc đây nè. Mô Phật. Chậm lại con hết vé rồi. Hết vé chưa? Rồi, nghỉ lao cái đi. Còn 5 phiếu cho đội nữa đó. Rồi, nam mô A Di Đà Phật. Cô cố gắng niệm Phật nha. Rồi, tính chủ phiếu này chủ nhà, trong con trong gia đình chủ nhà. Rồi, ra đây luôn, gia đình luôn, mời con rảnh vào luôn. Con trai đâu? Rồi ai nhận tiền nhận đồ cho nó. Quý nè. Đây nè. Rồi 150 với nước này bỏ quà nó đó. Nè con. Rồi, rồi là hết. Rồi tới đây chú. Thuốc luôn nè chú. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Rồi tới đi. Rồi còn hết không? Rồi chú móc 5 phiếu xã đội ra, phải 5 phiếu cho xã đội bên đây đi. Chứ để giờ chịu đi mình đâu. Đâu phiếu là chú phiếu đâu? Phiếu xã đội chú đâu? Rồi bấm vô đây luôn. Rồi 5 phiếu cho bên cô ơi. Cô giao phải không? Nè. Nè nè nè. Dạ. Dạ. Rồi 5 phiếu cho các anh xã đội. Phút phút. 5 phiếu phút nè, 5 bọc. Nè con kiểm phiếu này nè lại đây. Nè 5 bọc nè chú. 5 bọc luôn. Nè 5 phần cho xã đội. Nè cô này lãnh nè. 1 phần cho chị này nè. Thêm 1 phần nữa huynh ơi. Thuốc luôn. Dạ thuốc luôn. Chị sức khỏe nha chị. Dạ chúc sức khỏe, cố gắng niệm Phật cô ơi. Nè như vậy nè. Dạ chị bưng nổi không? Bưng nổi không? Nổi nổi. Không nổi. Dạ nam mô A Di Đà Phật. Nè gửi cô phần thuốc nha. Sức khỏe nè. À quên. Rồi cố gắng niệm Phật cô ơi. Nha. Đánh tiền chưa? Thuốc. Đây. Rồi. Cô lãnh quà chưa? Chưa, thảy quà cho cô nè. Không cái này bên xã đội. Mới hai con. Mới hai này ba. Rồi cô bưng đi cô. Đây con mời cô nha. Nổi không cô? Đây con không phải nổi không, đặng bưng tiếp cổ nè, gạo nè. Đây em. Dạ, có tiểu vị thì sau khi phát quà xong thì cũng A Di Đà Phật này cũng rất là khổ. Thì con xin thay mặt các bạn thường quân hỗ trợ cô là 500 ngàn nha cô nhé. A Di Đà Phật. Xin là cảm ơn mạnh thường quân là chú Dũng chịu trách nhiệm. Đây, cô xưng Kiên Giang nhận quà của chú Dũng cho A Di Đà Phật. Xin cảm ơn hoa sen của nước Việt Nam này và Bác Hồ Chí Minh đã ban cho chúng con được đồng tiền đi tới luôn. A Di Đà Phật. Chúc đoàn là tiến tới một ngày tốt đẹp nhân đạo cho bá gia bá tánh. Chúc đoàn rất tốt đẹp về thành phố Hồ Chí Minh. Rồi. 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 Rồi